Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thể thao sẽ là thông tin về giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đang bước vào những chặng đua cuối cùng và những nguồn chân của các tay đua cũng vì thế mà hối hả hơn, bởi ngoài danh hiệu áo chấm đỏ đã xác định được chủ nhân thì hai danh hiệu là áo xanh và áo vàng vẫn đang là một cuộc cạnh tranh đầy gay cấn. Chặng 11 diễn ra hôm qua có chiều dài 179 km từ thành phố Pleiku đến thành phố Buôn Ma Thuột. Chặng đua này chứng kiến sự thay đổi ở danh hiệu áo xanh, với một lần về nhất, hai lần về nhì ở các sprint, đồng thời là thành tích xếp thứ ba ở chặng 11. Tay đua Imzazion của đội Corel Sailing đã qua mặt David Vanus đội Global Sailing để giữ chiếc áo xanh. Tổng số điểm mà Imzazion đang có là 154 điểm, hơn đối thủ người Hà Lan 5 điểm. Dù đánh mất danh hiệu áo xanh, nhưng David Vanus vẫn là người giữ áo vàng khi duy trì khoảng cách 16 giây so với người bám sát phía sau là Academy, đội tập đoàn lập trời. Hôm nay, các cua rơ tiếp tục tranh tài chặng 12, đua 17 vòng quanh quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng độ dài là 51 km. Quý vị khán giả có thể theo dõi chặng đua này trên kênh VTV3 từ 8:20.